nó làm được những điều mà chị mong muốn. Chị học còn lá chiến trực tiếp đi thăm về qua chiến mà qua chiến được cái đường lên lên đây luôn. Dạ, bà ta là chuyện rất tốt rồi đó nhà. Chị ơi, có khán giả nói là sao chị không làm cái kênh YouTube đó chị? Không có muốn làm nữa đâu. Ủng hộ chị quá trời luôn rồi, kêu gọi chị rồi chị. Khán giả, chị ơi, chị Loan ơi, chị Lê Thương gửi lời chúc sức khỏe chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đang ở mất cấm nhận. Ông Hải vợ ngoại á, nghỉ ngơi rồi. Hả? Ăn chưa cho chị? Ăn rồi anh. Chị hồi nãy chị có coi có vấn đề bà kia không chị? Lo ơi. Rồi thầy. Rồi lên cái chị Lo ơi. Có tạm thời quá. Em đi công việc nhiều lắm không có nghe được đâu. Người ta nói là người ta muốn đặt nhà cà phê với hỏi có một cô khán giả ở xa chị nói là cô muốn đặt cà phê. Bán cà phê chưa? Không, đâu bán cà phê của ai? Cái nhà nó chị mình lo chứ chống tăng cầm cái lỗ tiêu nhiều lắm. Niềm vui đang tràn ngập trên mộ của năm. Dạ đúng rồi đó chị ơi, niềm vui đang tràn ngập nha. Chị Long hồi nãy chị Long đi vô trong cầm vô cái bà kia nó quẹn quá trời. À, bị không ai nghe rất là vui mừng. Chị Long ơi phải đến. Mọi người vỗ tay cho chị ông đây nha nhà. Ông Long hãy đợi nha nhà. Cũng cần người người thôi. Cũng hết bỏ lắm rồi người ơi. Mạnh chia sẻ mạnh anh với chú chị ơi. Cái chạm nha. Con cháu đồng lập hợp đã có thì nhận với chú. Cái này mà của cô chú là trong mặt người từ đâu hả? Chị cái bà hồi nãy là chị có cắt mắt gì không? Khán giả hỏi á. Phải vô mới diễn gì bà chị có cắt mắt gì không? Biết rồi, hồi nãy có ai lên luôn chị đó. Có ai lên anh kia nắm cái giò kéo lại. Đỡ bà xỉu mà chị ơi. Đánh anh kia quá trời luôn. Đánh anh kia. Anh gì quên rồi ta? Anh nói đèn. Anh gì ở trong mình nè, trong mình nè. Quánh quá trời, ảnh lôi ra quánh anh. Mẹ nhắc quá anh bánh luôn chị. Rồi quá năm chị Loan rất là đẹp nha, chị Loan rất là chấp độ năm lắm đó cả nhà ơi. Chị Loan đang cảm động nha, đây là con cái ba với ngã tư tính mộ cậu lúc là đúng luôn. Chị Long đang cảm động nha, đang chưa chưa chị chưa 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 chưa. Gọi chú Vũ Linh đi. Rồi, Vũ Linh mẹ đỉnh anh ơi. Rồi xong Vũ Linh mẹ đỉnh. Dạ dạ. Rồi cái dạ mẹ cái dạ. Mai mà bị có. Dạ. Cái này
Dạ. Đúng rồi. Chị nói đâu? Hồi nãy cô đó ở Hà Nội vô á chị. Hà Nội vô chính trị á. Tại cứ cho bà trên thành phố không à? Dạ. Tại bên viên mẫu á mình không có người quán á chị. Đó vô cô sáu để nữa. Dạ dạ, cái đó là vô cô sáu mà cả nhà thôi. Dạ, cảm ơn. Em số đi chung cố gắng nè. Dạ. Ai? Không, cái sữa ở nhà lo cụ nè. Nếu mà trên chốc em đừng có ký gì nha. Dạ. 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 Chụp với chị Lan cái với chị Trọng. Cảm ơn. Dạ dạ con đang đứng đây rồi cô cô. Dạ cô có để lát đi nữa đi. Dạ con. Cháu khán giả bay kiếm chị Hồng Lan rồi mọi người ơi. Đầy đủ rồi nghe mà mọi người ơi. Yeah.
Ủa hả trời, không lâu lại thôi. Giờ nó khô cái mình đánh bột nè. Đúng rồi, cúng ở nhà xong rồi mới lên đây. Đâu có mấy chục mầm dữ vậy, cúng củ quyền trong nhà xong rồi lên đây luôn chứ đâu có mấy mầm. Học kinh gì? Không có biết làm thôi. Này bao lâu mới lắp bột luôn. Lấy đồ quà đi cho nhanh. Đúng rồi, học không biết công nghệ nhiều đâu. Facebook là mai rồi đó. Cũng không biết luôn. Nó nổi lên luôn cả nhà. Ừ. Nãy nó mờ rồi. Dạ, nó nổi lên rồi. Ai à? Quay qua đây nè. Đó của ảnh. À là anh đó hả? À, không biết không? Không biết ai. Quay qua cái máy đi nha. Mày ơi, mày luôn đi.